Top 3 quái vật ăn thịt đáng sợ nhất thời tiền sử mà có thể bạn chưa biết. 1. Cá mập Megalodon. Cá mập Megalodon có thể tích như một con tàu ngầm, nặng lên đến 100 tấn là sát thủ kinh hoàng bậc nhất dưới đại dương cổ đại. Với sự thông minh và cấu tạo cơ thể được sinh ra để trở thành quái vật thống trị đại dương, Megalodon gần như không có đối thủ. Hiện hóa thạch của chúng được tìm thấy khắp các đại dương trên thế giới, càng chứng minh cho sự phát triển thịnh vượng của loài này. 2. Rắn khổng lồ Titanoboa. Loài rắn cổ đại kinh dị nhất trong lịch sử từng được ghi nhận là Titanoboa. Loài này từng sinh sống khoảng từ 60 tới 58 triệu năm trước, trong thế Paleocene hay thế cổ tân. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng sinh vật này dài khoảng 15 mét, nặng khoảng 1,1 tấn, với điểm dày nhất trên cơ thể nó rộng tới 1 mét. 3. Thú săn mồi khổng lồ Mosasaurus. Loài Mosasaurus được coi là thú ăn thịt dưới biển to nhất thời kỷ phấn trắng. Đầu của nó khá giống với